Xin chào, các bạn đã quay trở lại với S News và không biết là trong ngày hôm nay đã có những tin tức gì nổi bật thì ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật nhé. Sau gần 2 tuần kể từ khi nổ ra scandal tình cảm giữa Sơn Tùng MTP, Thiêu Bảo Trâm và Hải Tú, đây vẫn luôn là đề tài được dư luận vô cùng quan tâm và bàn tán. Nhất cử nhất động của bộ ba này vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Và mới đây thì một group anti-fan của Hải Tú với gần 400.000 thành viên đã bất ngờ biến mất. Sau nghi vấn Hải Tú chính là trà xanh xen vào cuộc tình 8 năm của Thiêu Bảo Trâm và Sơn Tùng NTP, đã có rất nhiều các group anti-fan Hải Tú được lập lên, chúng mọc lên như nấm và sở hữu số lượng thành viên đông đảo. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng đang vô cùng xôn xao khi hai group anti với số lượng thành viên khổng lồ bỗng nhiên không còn hoạt động được. Group thứ nhất với gần 400.000 thành viên và còn bị nghi ngờ là bán group đi khiến chính admin phải lên tiếng đính chính. Người này cho biết mình là admin group 400.000 thành viên đây, hiện tại nhóm tìm kiếm tên vẫn ra, vào nhóm lại không được, mình xin đính chính là không hề bán group nhé. Nhóm đã bị bên nào đó báo cáo, bên mình vẫn đang nhờ kéo về, cả nhà vào nhóm phụ này nhé. Và đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa rõ các group trên mất quyền kiểm soát và bị xóa do người nào can thiệp, nhưng cũng đang khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều đồn đoán. Đáng chú ý là quản trị viên của group anti này cho biết group đã bị đánh sập và theo người này thì phía công ty Sơn Tùng NTP đã âm thầm báo cáo những group anti lớn để bảo vệ gà cưng của mình. Tuy nhiên thì anti fan cũng không dễ dàng chịu thua khi nhiều group dự phòng cũng đã ra đời. Ngoài ra thì cũng đã gần 2 tuần kể từ khi drama diễn ra, nhưng ba nhân vật chính vẫn chưa có động thái chính thức hay lên tiếng gì về chuyện tình cảm này. Mọi hình ảnh story của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đều được các khán giả theo dõi vô cùng sát sao. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về việc lập ra các group anti diễn viên Hải Tú như thế này? Thì hãy để lại comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.